Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 19 tới ngày 22 tháng 5, tại thành phố Hội An, Ủy ban nhân tỉnh tổ chức Festival Nghề Truyền thống Vùng Miền lần thứ nhất Quảng Nam năm 2022. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của năm du lịch quốc gia, mở ra cơ hội để giới thiệu sản phẩm truyền thống đến với du khách trong nước và quốc tế. Festival Nghề Truyền thống Vùng Miền lần thứ nhất tỉnh Quảng Nam 2022 là một trong những hoạt động trọng tâm của năm du lịch quốc gia 2022. Tái hiện sinh động nhất các giai đoạn phát triển nghề truyền thống của tỉnh Quảng Nam nói riêng và các tỉnh thành khu vực duyên hải miền Trung, Tây Nguyên nói chung. Qua đây, giới thiệu, quảng bá đến du khách trong và ngoài nước những bản sắc văn hóa, làng nghề, sản phẩm tiêu biểu gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của nghề truyền thống trong khu vực, hướng đến các giải pháp để bảo tồn, truyền nghề và phát triển nghề Quảng Nam nói riêng, khu vực duyên hải miền Trung và trên cả nước nói chung. Đồng thời, tôn vinh các nghệ nhân tỉnh Quảng Nam và một số tỉnh thành có đóng góp cho việc gìn giữ, phát triển làng nghề Việt Nam. Chúng tôi là đồng bào ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, là với mong muốn là mang những cái sản phẩm đến đây để quảng bá, để giao lưu với lại mọi người quốc tế, trong nước cũng như là quốc tế. Bản thân tôi cũng rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để chúng tôi có một cái sân chơi to lớn như thế này. Festival lần này diễn ra từ ngày 19 đến 22 tháng 5, đã thu hút gần 100 gian hàng cùng sự tham gia của hơn 60 nghệ nhân, thợ giỏi đến từ nhiều tỉnh thành đại diện các vùng miền trong cả nước như Quảng Nam, Hà Nội, Thanh Hóa, trưng bày hơn 500 sản phẩm. Ngoài ra còn có 150 doanh nghiệp, chủ thể ô cốp trong và ngoài tỉnh tham gia giới thiệu sản phẩm. Festival cũng sẽ có các hoạt động trình diễn, tái hiện sinh động các giai đoạn phát triển nghề truyền thống của Quảng Nam nói riêng và các tỉnh thành nói chung. Đến đây để được giao lưu kết nối với lại Festival Hội An, dù là lần thứ nhất nhưng mà mình cảm xúc của mình là dân trào, bởi vì cái tổ chức của tỉnh rất là hoành tráng và rất là gần gũi để cho các cái doanh nghiệp kết nối với nhau và chúng ta cùng nhau phát triển những cái sản phẩm chất lượng của quê hương. Và những cái sản phẩm này hy vọng là cái nguyện vọng khao khát của mình là được đưa ra cộng đồng người Việt cũng như người nước ngoài cảm nhận được cái sản phẩm chất lượng của quê hương. Trong khuôn khổ festival cũng đã diễn ra hoạt động ký kết hợp tác hỗ trợ phát triển làng nghề truyền thống, sản phẩm ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu giữa tỉnh Quảng Nam và thành phố Hà Nội. Đây là một trong các địa phương có nhiều yếu tố tương đồng với tỉnh Quảng Nam về bảo tồn, phát triển nghề truyền thống như làng gốm Bát Tràng, nghề dệt lụa, sản phẩm mỹ nghệ gỗ. Việc liên kết giao thương, phát triển du lịch gắn với các sản phẩm nghề, làng nghề truyền thống sẽ mở ra cơ hội cho sản phẩm truyền thống ở các địa phương mở rộng thị trường, phát triển chuỗi cung ứng. Đây là sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động của năm du lịch quốc gia, thể hiện nỗ lực vượt qua khó khăn, phục hồi phát triển kinh tế Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung, qua đó tạo cơ hội cho các làng nghề, các nghệ nhân, thợ giỏi, các chủ thể sản phẩm nghề được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối cung cầu, là dịp để nhà nước và xã hội tôn vinh sự đóng góp, cống hiến của các nghệ nhân, thợ giỏi. Họ là những người luôn giữ lửa và phát triển nghề truyền thống của các địa phương. Tại festival lần này cũng diễn ra tọa đàm bàn về những giải pháp bảo tồn, phát triển nghề trong thời kỳ hội nhập và tháo gỡ khó khăn, tìm đầu ra cho sản phẩm ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm chủ lực vùng, miền. Qua đây, sẽ thúc đẩy phát triển và khai thác hết các tiềm năng vốn có của làng nghề xứ Quảng nói riêng và khu vực duyên hải miền Trung, Tây Nguyên nói chung, góp phần mở rộng thị trường sản phẩm đặc trưng.